của nhân chỉ rõ. Chỉ người có phúc lớn mới có 7 đặc điểm này, hậu vận rất sướng. Chào mừng bạn đã đến với chuyên mục Lời dạy của nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, chắc hẳn khi nghe xong tiêu đề, bạn rất tò mò rằng không biết những người có phúc khí lớn sẽ có đặc điểm nào, đúng không ạ? Nếu bạn đã và đang tò mò như vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ đi ngay vào trong chủ đề ngày hôm nay. 7 đặc điểm của người có phúc khí lớn, hậu vận rất sướng. Nếu có một thôi cũng xin chúc mừng. Đặc điểm thứ nhất, giữ chữ tín. Một người nếu như không có lòng tin thì việc gì cũng không thể làm tốt. Sự giao tế giữa người với người, điều quan trọng nhất là phải có được sự tin tưởng. Cổ nhân coi việc giữ chữ tín là một phẩm hạnh rất quan trọng của con người. Rất xem trọng việc đã hứa thì nhất định phải thực hiện. Đã làm thì nhất định phải làm đến cùng. Người ở trong xã hội này không coi trọng chữ tín thì khẳng định là không ai muốn giao tiếp với bạn, càng không thể đạt được sự tin tưởng của người khác. Thế nên, chỉ có người luôn giữ được chữ tín mới có thể có được phúc báo lớn, nhiều người yêu quý, tin tưởng và sẽ đi gần đến với thành công hơn. Người xưa có câu, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Câu nói này mang ý nghĩa khẳng định tầm quan trọng của việc giữ đúng lời hứa, cũng là giữ đúng chữ tín cho tất cả những lời nói và hành động của mình. Một khi đã nói thì nhất định phải làm, còn nếu không làm được thì đừng nên nói ra để không ảnh hưởng niềm tin của những người xung quanh. Chữ tín trong cuộc sống không chỉ là sự tôn trọng dành cho người khác, mà đó còn là sự tôn trọng danh dự của chính mình. Bạn có thấy điều này đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Ngũ thường của người xưa bao gồm 5 yếu tố: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong đó nhân là sự nhân từ, nhân ái. Nghĩa là chính nghĩa, là sự biết ơn và trả ơn. Lễ là sự lễ phép, lễ độ, chuẩn mực trong giao tiếp. Trí là trí tuệ, kiến thức. Và tín là sự tin tưởng, uy tín của mỗi người. Nếu còn người sống mà thiếu một trong 5 điều trên thì sẽ không bao giờ có thể trở thành một quân tử đầu đội trời, chân đạp đất, chẳng đáng để những người xung quanh kính ngưỡng và khâm phục. Thiếu đi một chữ tín, lời nói của chúng ta trở nên không có trọng lượng, rất khó giành được lòng tin từ người khác. Dù là trong cuộc sống hay trong kinh doanh, yếu tố chữ tín cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Đối với một người muốn đạt được thành công lớn, họ nhất định phải có một tầm nhìn kinh doanh thật lâu dài. Và chiến lược quan trọng nhất trong đó chính là giữ được chữ tín cho cá nhân cũng như sự nghiệp chung. Trong công việc, chữ tín không cầu kỳ, không hoa mỹ, mà nó chỉ là sự tinh thực, không gian dối hay lương lẹo, hoàn toàn tin cậy lẫn nhau trong quan hệ làm ăn. Người ta dùng uy tín để đánh giá lẫn nhau, để ký kết hợp đồng, cũng như để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn. Khi khó khăn cần tới sự giúp đỡ, người ta ít khi nhìn vào vị thế hay địa vị của một người, mà chủ yếu xem xét dựa trên uy tín người đó đã tích lũy được, có xứng đáng để họ giúp đỡ hay không. Đó chính là chuẩn mực để xây dựng các mối quan hệ lâu dài, bền vững. Đặc điểm thứ hai, thành thật. Cổ nhân xưa từng dạy, muốn có được phúc báo lớn thì không thể thiếu thành thật. Nếu sống chỉ biết giả dối thì không bao giờ có được sự tin tưởng từ người khác. Lúc đó, tâm chỉ có luôn mang sự lo lắng, bất an, không thể hạnh phúc được. Con người ngày càng nghiêng về chiều hướng hưởng thụ, luôn đi tìm những cảm xúc tốt từ những tiện nghi vật chất đến sự công nhận của những người chung quanh, nên chẳng còn mấy ai ý thức giữ gìn lòng thành thật. Mặc dù ai cũng biết rằng thành thật là một đức tính tốt, và ai cũng trông mong người khác thành thật với mình, nhưng một khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp bất tận của cuộc sống thì người ta lại thấy lòng thành thật chính là trở ngại căn bản để đi tới sự thành công.
Nhiều khi người ta còn dám tuyên bố sống giữa đời sống bây giờ mà cố giữ lòng thành thật, thì đó là thái độ sống rất ngây thơ. Phải khôn khéo và đầy kỹ xảo trong từng hành động mới là kẻ thức thời và dễ dàng thành đạt. Thế rồi người ta đến với nhau bằng những màn trình diễn rất ngoạn mục, từ những lời nói trao chuốt bóng bẩy đến những hành vi lịch lãm dễ thương. Miễn sao thu phục được đối phương thì dù phải nhồi nặng thêm những điều sai với sự thật, ta cũng sẵn sàng. Thật khôi hài khi khán giả trung thành nhất chính là người thân yêu nhất của ta. Một ngày nào đó, ta không còn đủ năng lực để diễn xuất nữa, thì lớp phấn son kia sẽ rớt xuống. Đó cũng chính là lúc niềm tin yêu trong người ấy rơi rụng xuống. Dù ta có cố gắng biện minh bằng tất cả lòng thành khẩn, thì cũng không thể nào đưa tâm thức người ấy trở về vị trí cũ. Trừ phi người ấy có hiểu biết và tình thương lớn, thì mới chấp nhận và mở lòng ra tha thứ. Nhưng vết thương vẫn còn đó. Sau này ta có muốn tuyên bố điều gì quan trọng, thì người ấy vẫn cứ đề phòng và xét lại. Họ không thể dễ dàng trao trọn niềm tin như xưa nữa. Đành rằng, cuộc sống đôi khi cũng cần sự khôn khéo, nhưng chút ít thôi. Chỉ nên dùng nó trong những trường hợp đối phương chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật, chứ không phải để tạo thêm lớp phấn son giả tạo cho mình. Xong, ta phải có trách nhiệm tìm cơ hội để trình bày sự thật trở lại. Đừng đợi người kia phát hiện ra thì ta sẽ mang tội danh lừa dối. Bạn đã từng thấy trường hợp nào như vậy chưa? Nếu đã từng thấy, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Thực tế, không phải ai cũng biết trân quý lòng thành thật của mình. Đó có thể là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng. Vấn đề nằm ở chỗ là làm sao đủ sáng suốt để ta biết thể hiện lòng thành thật của mình một cách đúng đắn. Đừng vì vài thất bại nhỏ nhặt trong quá khứ mà ta tập cho mình thói quen luôn che giấu sự thật như một phản xạ tự nhiên và hình thành như một loại tính nết mà từ lúc nào chính ta cũng không hề hay biết. Cho nên ta cần phải xem xét lại bản thân mỗi ngày để khắc phục những sai sót và hoàn thiện bản thân tốt lên. Đặc điểm thứ 3, khoan dung. Người ta thường nói rằng lòng khoan dung chính là biểu hiện của sự vĩ đại. Một con người có tấm lòng khoan dung là người có khả năng chấp nhận những điều khó khăn nhất từ thế gian. Khoan dung không chỉ là việc tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, mà còn là việc chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt giữa con người với con người. Chúng ta cần học cách khoan dung với những người có quan điểm khác biệt, đặc biệt là với những người mà chúng ta có mâu thuẫn. Khi bạn khoan dung với người khác, thực chất là bạn đang giải phóng những ràng buộc trong tâm hồn mình. Sự tha thứ không chỉ mang lại sự bình yên cho người được tha thứ, mà còn giải tỏa áp lực tinh thần cho chính bạn. Nếu không học cách khoan dung, sự oán hận và giận dữ có thể tạo ra gánh nặng trong lòng, khiến bạn trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất chính là bản thân mình. Trong cuộc sống, phải thừa nhận rằng giữa người với người luôn tồn tại nhiều sự khác biệt. Không ai hoàn hảo, ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng. Hãy học cách nhìn vào những điểm tốt của người khác, tôn trọng những gì họ làm được và khoan dung với những khiếm khuyết của họ. Việc này không chỉ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn, mà còn giúp bạn cảm nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Hãy nhớ rằng, lòng khoan dung là một trong những phẩm chất cao quý nhất mà con người có thể rèn luyện. Nó giúp chúng ta xây dựng một cộng đồng hòa hợp, nơi mà mọi người đều cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Khi chúng ta khoan dung, chúng ta không chỉ cải thiện cuộc sống của người khác, mà còn làm giàu thêm cho tâm hồn mình. Hãy nhớ rằng, mỗi lần bạn khoan dung là mỗi lần bạn tiến một bước gần hơn đến sự hoàn thiện và hạnh phúc thực sự. Đặc điểm thứ 4, chính trực. Một người không nhất thiết phải trở thành vĩ đại, nhưng hoàn toàn có thể trở thành một con người chính trực. Sự chính trực bắt đầu từ việc sống và làm việc theo lương tâm. Người chính trực sẽ luôn có nhiều phúc báo. Bởi khi mỗi hành động đều xuất phát từ lương tâm, từ đó họ sẽ tích được nhiều phúc. Bạn có tin điều này không? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Người chính trực
luôn có quan điểm đúng sai rõ ràng, không bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ hay áp lực bên ngoài. Họ tự biết phân biệt đúng sai và luôn kiên định với quan điểm của mình, không dễ dàng bị lung lay bởi ý kiến của người khác. Trong mọi tình huống, họ luôn giữ vững lập trường, không vì tình bạn mà che giấu cái sai, cũng không vì mâu thuẫn mà phủ nhận cái đúng. Lương tâm, lương thiện, công bằng chính là kim chỉ nam trong mọi hành động của họ. Khi đối diện với vấn đề, họ không chỉ dừng lại ở việc xem xét bề mặt mà còn đào sâu vào bản chất, để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và công bằng. Người chính trực không sợ đối mặt với sự thật, dù sự thật đó có thể gây bất lợi cho mình hay người thân thiết. Họ hiểu rằng chỉ có sự thật và lương tâm trong sáng mới đem lại sự thanh thản và yên bình trong tâm hồn. Nhất là trong một xã hội phức tạp và đầy biến động như ngày nay, bạn thử nghĩ mà xem, nếu không có những người chính trực thì sao có thể duy trì những giá trị chân chính và đạo đức? Vì vậy, họ không chỉ là những cá nhân mẫu mực mà còn là tấm gương sáng cho những người xung quanh noi theo. Họ hiểu rằng sống chính trực không chỉ là cách để khẳng định bản thân mà còn là cách để góp phần xây dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn. Sống theo lương tâm chính trực không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự bình yên và hạnh phúc thực sự. Một người chính trực luôn biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, không ngần ngại đấu tranh cho điều đúng đắn dù phải đối mặt với khó khăn và thử thách, nhưng lại là con đường dẫn đến những điều chân thật và tốt đẹp nhất. Đặc điểm thứ 5, khiêm tốn. Khiêm tốn là một đức tính quan trọng, tạo nên cốt lõi của nhân cách con người. Bất kể bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, việc biết hạ mình và kiên nhẫn chờ đợi luôn mang lại những điều tốt đẹp. Hơn nữa, khiêm tốn không chỉ có lợi cho sự phát triển cá nhân mà còn giúp tạo dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với người khác. Người xưa thường nhắc nhở rằng, dù làm người ở bất kỳ vị trí nào cũng không được nịnh nọt, tham lam tiền bạc, dù làm công việc gì cũng không được hời hợt, qua loa. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chân thành và tận tâm trong mọi hành động của chúng ta. Khi ta không tự cao tự đại, không tự cho mình là trung tâm, chúng ta tránh được sự chán ghét và xa lánh của người khác. Ngược lại, sự khiêm tốn khiến ta trở nên dễ mến và được mọi người xung quanh yêu quý và nhận được nhiều phúc báo. Con người phải biết học hạnh khiêm tốn và chân thực. Nếu học cao hiểu rộng mà khinh bỉ những người xung quanh, tự chúng ta sẽ chuốc lấy nỗi khổ, mất đi phần hào quang. Con người dù nghèo hay giàu nhưng học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, con người đó sẽ có thêm nhiều phần hào quang. Nói chuyện quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao tự đắc, hào quang chân thật sẽ biến mất. Chúng ta phải học bài học khiêm tốn. Khiêm tốn sẽ chỉ cho ta thấy những thiếu sót của bản thân mình để sửa đổi, không tỏ ra kiêu căng tự mãn, nên lúc nào cũng bình tĩnh, lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Khiêm tốn giúp con người ta không kiêu căng ngạo mạn khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực, danh vọng. Nhờ vậy, họ làm được nhiều việc lợi ích và được nhiều người ủng hộ. Khiêm tốn để được học hỏi và xả bỏ tâm cống cao ngã mạn là một loại đức hạnh, làm cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược tính cống cao ngã mạn, chỉ đưa đến sự hiềm thù mà oán ghét lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn mọi người thích, gần gũi mến thương, thì ta phải biết khiêm tốn. Người biết khiêm tốn luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Người khiêm tốn là người luôn có tấm lòng từ bi quảng đại, biết bao dung và độ lượng trong mọi vấn đề. Từ đó được nhiều người mến thương, người trí hoan hỷ chỉ dạy và giúp đỡ trong làm việc và tu sửa đạo đức. Nếu chúng ta tìm cầu danh vọng, phú quý giàu sang mà không thực hành hạnh khiêm tốn thì khó mà thành tựu như mong muốn. Người hiểu biết nhiều và có địa vị cao thì càng phải khiêm tốn nhiều hơn nữa đối với những người thấp kém hơn mình. Nhờ vậy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, bởi ta biết thương yêu mọi người bằng trái tim hiểu biết. Đặc điểm thứ 6, kiên trì. Làm việc gì đều phải có sự quyết tâm, bền lòng và nhẫn nại.
phải có tinh thần làm việc đến cùng. Đây là mấu chốt của sự thành công, giúp họ gặt hái được nhiều phước lành. Nếu không thì chỉ là kẻ vô tích sự. Người xưa thường nói, nước chảy đá mòn, mài sắt thành kim, chính là muốn nói lên đạo lý đó. Danh tướng Phùng Ngọc Tường từng nói, trên thế giới có thể làm việc đại sự thì đều là kẻ ngốc. Vì những người này một khi xác định được mục tiêu sẽ tiến thẳng về phía trước, vì thế mới có thể thành công. Ngược lại, có người được cho là thông minh, do não bộ hoạt động linh hoạt, làm việc thường nhìn trái nhìn phải, nghĩ đông nghĩ tây, kết quả là không đạt được việc gì. Bạn đã từng gặp trường hợp nào như vậy chưa? Nếu đã từng, hãy bình luận số 9 dưới video nhé. Chắc chắn rằng, bất cứ ai khi bắt đầu cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thất bại và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nếu không kiên trì, cố gắng thực hành mỗi ngày, thì với bất kỳ công việc nào, bạn cũng sẽ không thể làm được. Kết quả chỉ đạt được khi bạn nỗ lực, đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện mục tiêu đó. Và sự kiên trì chính là gốc rễ mang đến kỹ năng thành thạo trong chính công việc của bạn. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là luôn phải không ngừng cố gắng, phát triển bản thân. Thành công sẽ không đến với những người chỉ biết hài lòng với hiện tại, không có ý chí, quyết tâm phấn đấu vươn lên. Và những người kiên trì sẽ luôn biết cách để học hỏi, không ngừng nỗ lực để tạo cho mình sự dũng cảm, kiên cường hơn trong cuộc sống. Họ sẽ luôn nhận biết rằng cuộc sống không thể chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, mà còn cần có những yếu tố bên trong để hoàn thiện. Việc có được sự kiên trì, bền bỉ, cả về thể chất và tinh thần là vấn đề không hề đơn giản chỉ qua ngày 1, ngày 2, mà là cả một quá trình dài luyện tập. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, các bạn sẽ hiểu và nắm rõ về kiên trì là gì, cũng như giá trị của sự kiên trì đối với cuộc sống và sự thành công trong tương lai. Đặc điểm thứ 7, lương thiện. Bạn đã nghe câu, sinh ra để làm người, mà muốn làm người thì phải lương thiện chưa? Nếu đã từng nghe, hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Thực tế, một người tốt không bao giờ sai. Bất kể xảy ra kết quả thế nào, bạn sẽ không thẹn với lương tâm. Nhưng làm chuyện tốt, chớ đòi hỏi báo đáp. Người tích thiện, tức có an yên tài vận. Không cầu làm chuyện kinh thiên động địa, chỉ cầu không hối hận, dày dứt với tâm can. Phẩm chất quan trọng nhất của một người là thiện lương. Người sống theo cách này, lòng an ổn là thường, không sợ đất, sợ trời. Trong xã hội này, bạn ăn nhiều quả đắng, chịu đựng mệt mỏi. Vậy thì đừng nên để những người cạnh mình phải chịu đựng điều tương tự một lần nữa. Làm người, cố gắng giữ tấm lòng thiện lương, xã hội này sẽ càng tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta loay hoay với cuộc sống riêng, không có sự quan tâm sẻ chia, chỉ lo lắng về bản thân, xã hội này sẽ trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Khi giúp đỡ người khác, bạn cũng đang giúp đỡ chính mình, tìm về nhiều niềm vui. Tục ngữ nói, tặng người đóa hoa hồng, tay còn vương mùi thơm. Cuộc sống là một quá trình tương tác qua lại. Những gì bạn cho đi đều sẽ nhận lại tương ứng. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn đối nhân xử thế bằng tấm lòng thiện lương. Tự nhiên đối phương cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành của bạn, rồi báo đáp bằng sự tích cực. Lòng người đều là như thế. Bạn đặt người khác trong tim, người khác cũng chừa lại chỗ đứng của bạn trong lòng họ. Lắm lúc, bạn giúp đỡ người khác cũng chính là đang tự cứu lấy mình. Vòng tròn xã hội là một chuỗi trao đổi giá trị. Có qua có lại, cán cân thăng bằng thì đôi bên thỏa lòng vui vẻ. Nhưng một khi cán cân bị lệch về một phía thì ắt mâu thuẫn triền miên, mối quan hệ tan vỡ. Chúng ta sống ở đời khó tránh khỏi phiền toái và khó khăn. Nếu có thể giúp đỡ thì hãy giang tay cứu lấy. Đây cũng là đang tích đức hành thiện cho bản thân. Vâng, đó là 7 đặc điểm chỉ người có phúc lớn mới có. Nghe đến đây, bạn có thấy mình có đặc điểm nào không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng, tuy bạn là người đang có được nhiều phúc báo, nhưng bạn đừng vì thế mà không tích đức, hành thiện. Không những bạn phải tích thêm phúc,
mà bạn cũng cần phải chú ý những hành động của mình nữa. Bởi chỉ cần vô tình có một hành động nào đó phạm phải nghiệp lớn, thì có bao nhiêu phúc báo cũng tiêu tan hết đó ạ. Nhất là năm nơi sau đây bạn cần tránh xa, đừng bao giờ bước vào, kẻo gặp đại họa triền miên. Thứ nhất, nơi cờ bạc. Dù bạn có phúc đức nhiều đến đâu, cũng đừng bao giờ dấn thân vào con đường cờ bạc. Dẫu cho bạn có giàu có đến mấy, hẳn bạn cũng hiểu rõ rằng kiếm tiền là một việc không hề dễ dàng. Tiền bạc kiếm được từ mồ hôi và công sức đáng trân trọng. Nhưng một khi bạn bước chân vào cờ bạc, bạn đang đặt toàn bộ công sức đó vào vòng nguy hiểm. Cờ bạc không chỉ là một trò chơi bay rủi, mà còn là một cạm bẫy gây nghiện, hút hồn bất kỳ ai dính vào. Người ta thường nói, cờ bạc là bác thằng bần, bởi lẽ ai dính vào cũng khó lòng có kết cục tốt đẹp. Không ít người từ giàu sang phú quý, chỉ vì đam mê đỏ đen mà rơi vào cảnh tán gia bại sản. Những câu chuyện về những người chơi cờ bạc, từ mất mát tiền bạc đến đổ vỡ gia đình, thân tàn ma dại, không hề hiếm thấy. Cơn nghiện cờ bạc không chỉ tiêu tán tài sản, mà còn hủy hoại tâm hồn và nhân cách con người. Người thông minh và sáng suốt hiểu rằng cuộc sống còn nhiều niềm vui và hạnh phúc đáng giá hơn nhiều so với cảm giác hưng phấn thoáng qua của những lần thắng cược. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua lại được những giá trị tinh thần và lòng tự trọng khi đã mất đi. Hơn nữa, phước đức bạn tích lũy từ những việc làm tốt đẹp có thể bị hủy hoại chỉ vì một phút sa ngã vào cờ bạc. Do đó, hãy giữ mình tránh xa khỏi cờ bạc. Dù bạn có giàu đến cỡ nào, hãy dành thời gian và tiền bạc của bạn cho những việc có ý nghĩa và mang lại giá trị bền vững. Xây dựng cuộc sống trên nền tảng đạo đức, lương thiện và tránh xa những cám dỗ nguy hiểm như cờ bạc sẽ giúp bạn giữ vững phúc đức và tài sản quý báu mà bạn đã tích lũy được. Thứ hai, nơi buôn hương bán phấn. Ví dụ như các quán của nhân viên nữ phục vụ riêng tư, như quán hát karaoke, quán bia. Những nơi này không chỉ là chốn giải trí mà còn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy khó lường. Khi đặt chân vào những nơi này, con người dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của rượu chè và những mối quan hệ sai trái. Đây là hai loại dục vọng nguy hiểm nhất, có sức tàn phá mạnh mẽ, làm hao mòn ý chí và phẩm giá của con người. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường nghe về những trường hợp gia đình tan vỡ, sự nghiệp tiêu tan chỉ vì lạm dụng rượu bia và những mối quan hệ bất chính. Rượu có thể khiến con người mất kiểm soát, làm mờ đi lý trí và đánh mất bản thân trong những phút giây yếu lòng. Những mối quan hệ sai trái, ngoài việc phá hủy hạnh phúc gia đình, còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý và xã hội. Khi một người dính vào những chốn này, không chỉ bản thân họ bị hủy hoại, mà cả gia đình, người thân cũng phải chịu đựng nỗi đau và gánh nặng. Vợ chồng, con cái có thể mất đi sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ phải đối mặt với nỗi xấu hổ và sự thất vọng. Những người thân yêu bị cuốn vào vòng xoáy của sự đau khổ và bất an, làm cho cả gia đình trở nên rối ren, mất đi sự bình yên vốn có. Hơn nữa, những nơi này thường là môi trường lý tưởng cho các hoạt động phi pháp, từ ma túy đến buôn bán người, tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn không lường trước. Một khi đã dấn thân vào, việc thoát ra khỏi vòng xoáy này không hề dễ dàng. Nhiều người đã mất hết tài sản, danh dự và cả sức khỏe chỉ vì không thể cưỡng lại được những cám dỗ nơi đây. Chúng ta cần hiểu rõ rằng, việc tránh xa những chốn này không chỉ là để bảo vệ bản thân, mà còn để giữ gìn hạnh phúc gia đình và sự an lành cho người thân. Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực đôi khi khiến con người tìm đến những nơi này như một lối thoát tạm thời. Nhưng thực tế, chúng chỉ mang lại sự hủy hoại và đau khổ mà thôi. Bạn thấy đúng chứ? Nếu cũng đồng tình với điều này, hãy bình luận số 6 dưới video. Và từ nay, hãy tìm kiếm những niềm vui lành mạnh, những mối quan hệ tích cực và môi trường sống trong lành để nuôi dưỡng tinh thần và ý chí. Sự tỉnh táo, kiên định trước những cám dỗ sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời ý nghĩa, giữ vững phẩm giá và mang lại hạnh phúc bền vững cho chính mình và những người thân yêu. Thứ ba, nơi cá độ.
muốn giữ được phúc đức cho bản thân và bảo vệ cuộc sống đang có, bạn nên tránh xa những trò chơi cá độ. Trò chơi cá độ không chỉ là một cạm bẫy nguy hiểm, mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến sự hủy hoại của cả tài sản lẫn tinh thần. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường thấy những trường hợp mà cá độ đã tàn phá cuộc sống của biết bao người. Người ta bắt đầu với hy vọng kiếm tiền nhanh chóng, nhưng kết quả thường là mất hết tài sản, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Không ít gia đình tan vỡ, mối quan hệ đổ vỡ vì cá độ. Hãy tưởng tượng một người cha, người trụ cột trong gia đình, chỉ vì đam mê cá độ mà mất đi tất cả. Hậu quả là không chỉ bản thân ông ta phải chịu đựng, mà cả gia đình, vợ con cũng phải sống trong cảnh khốn khó, thiếu thốn. Cá độ không chỉ việc mất tiền bạc mà còn kéo theo những hệ lụy khác như căng thẳng tinh thần, lo âu và thậm chí là trầm cảm. Khi chìm đắm trong cơn lốc cá độ, con người dễ dàng đánh mất chính mình, trở nên lừa dối, lạm dụng lòng tin của người khác để vay mượn tiền bạc, gây tổn thương cho những người xung quanh. Thậm chí, nhiều người đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình khi không thể trả nợ. Hơn thế nữa, cá độ còn làm hao mòn phước đức mà bạn đã tích lũy qua bao năm tháng. Mỗi lần bạn tham gia vào trò chơi này, bạn đang gieo những hạt giống tiêu cực vào cuộc sống của mình. Thay vì sống một cuộc đời bình an, bạn sẽ luôn phải sống trong lo sợ, bất an. Phước đức không phải là thứ dễ dàng mà có. Nó đòi hỏi bạn phải sống với lòng chân thành, làm những điều thiện lành và tránh xa những cám dỗ xấu xa. Hãy luôn ghi nhớ rằng, giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền nhanh chóng, mà ở việc bạn sống một cuộc đời an yên, lương thiện và hạnh phúc. Những cám dỗ như cá độ có thể đem lại niềm vui nhất thời, nhưng hậu quả của nó là cả một đời khổ đau. Vì vậy, để giữ gìn phước đức và bảo vệ cuộc sống của mình, hãy nói không với cá độ. Hãy tập trung vào những giá trị chân thật, xây dựng một cuộc sống bền vững và trọn vẹn. Hãy dành thời gian và tâm sức vào những điều có ý nghĩa, tạo ra giá trị thực sự cho bản thân và cộng đồng. Chỉ khi đó, bạn mới thực sự sống một cuộc đời ý nghĩa, đáng sống và không bao giờ phải hối tiếc. Thứ tư, nơi hút chích. Để gìn giữ phúc đức và bảo vệ cuộc sống hiện tại của bạn, hãy tránh xa những con đường dẫn đến nghiện ngập, đặc biệt là những nơi có liên quan đến ma túy. Trong xã hội ngày nay, không khó để nhận thấy sự tàn phá khủng khiếp mà nghiện thuốc có thể gây ra. Nhiều người đã rơi vào cái bẫy của nghiện ngập, đến mức phải bán nhà, bán đất, thậm chí là bán cả gia đình của mình chỉ để có tiền mua thuốc. Một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy của nghiện ngập, việc thoát ra trở nên cực kỳ khó khăn. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tinh thần, mà còn làm tê liệt mọi khả năng lý trí và phẩm hạnh của con người. Giá của ma túy ngày càng đắt đỏ, và sự khát khao, lệ thuộc vào chúng dẫn đến tình trạng tài chính kiệt quệ, kéo theo sự suy sụp về tinh thần và đạo đức. Những người nghiện ngập thường rơi vào một cái hố sâu không đáy, nơi mà mọi giá trị và nguyên tắc sống đều bị phá vỡ. Họ có thể mất hết tất cả tài sản và các mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống, từ đó dẫn đến tình trạng tán gia bại sản, sống trong cảnh nghèo đói và sự tuyệt vọng. Họ trở thành hình mẫu của sự lạc lối, không còn là người trong mắt xã hội, cũng không còn là ma trong thế giới của chính mình. Thực tế, chúng ta thấy nhiều câu chuyện đau lòng về những người đã không còn khả năng kiểm soát bản thân để cho ma túy điều khiển cuộc đời của họ. Những câu chuyện này không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn là minh chứng sống động cho việc giữ gìn phúc đức và tránh xa các cám dỗ có thể hủy hoại cuộc sống. Bạn có thấy được điều đó không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 8 dưới video nhé! Hãy nhớ rằng, một khi bạn bước vào những con đường dẫn đến nghiện ngập, bạn không chỉ đánh mất phúc đức mà còn có nguy cơ đánh mất cả cuộc đời và tương lai của mình. Việc duy trì một cuộc sống lành mạnh, tránh xa những cám dỗ của ma túy không chỉ bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mà còn gìn giữ giá trị của gia đình và cộng đồng xung quanh. Đây là cách bạn thực sự tôn trọng bản thân và xây dựng một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và phúc đức. Thứ năm, nơi thị phi. Để bảo vệ và gìn giữ phúc đức cho bản thân, một nguyên tắc quan trọng
là tránh xa những nơi đầy rẫy thị phi. Thị phi, theo cách hiểu đơn giản, là những tình huống, sự việc hay môi trường dễ dẫn đến tranh cãi, xung đột và những mối quan hệ không lành mạnh. Khi chúng ta bước vào những khu vực này, chúng ta không chỉ dễ bị cuốn vào những cuộc cãi vã vô bổ, mà còn có nguy cơ làm tổn hại đến phẩm giá và danh tiếng của chính mình. Trong xã hội hiện nay, việc giữ mình tránh xa thị phi càng trở nên cần thiết. Trong môi trường làm việc, ví dụ, việc tham gia vào những cuộc trò chuyện tiêu cực hoặc ganh ghét có thể làm giảm uy tín và ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của bạn. Một người luôn châm chọc và đàm tiếu về người khác không chỉ tạo ra không khí độc hại mà còn làm suy giảm phúc đức của chính mình. Việc duy trì thái độ tích cực và tập trung vào công việc, đồng nghiệp và mục tiêu cá nhân là cách tốt nhất để giữ gìn phúc đức và sự tôn trọng từ người khác. Nếu bạn sa vào những nơi thị phi, không chỉ làm mờ đi giá trị cá nhân, mà còn tạo ra những rủi ro lớn hơn cho cuộc sống và công việc của bạn. Những cuộc tranh cãi vô nghĩa trên mạng xã hội, ví dụ, có thể dẫn đến sự căng thẳng không cần thiết và làm tổn hại đến sự bình an trong tâm hồn bạn. Sự tham gia vào những cuộc khẩu chiến này thường không mang lại lợi ích gì, mà chỉ khiến bạn xa rời các giá trị chân chính và tạo ra năng lượng tiêu cực. Vì vậy, hãy tránh xa những khu vực đầy rẫy thị phi. Hãy tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ tích cực, duy trì phẩm cách cao quý và giữ gìn sự chính trực trong mọi hành động của mình. Khi bạn giữ vững phong thái và tránh xa những tình huống có thể gây hại đến phúc đức của bạn, bạn không chỉ bảo vệ được giá trị của bản thân mà còn góp phần tạo ra một môi trường sống lành mạnh và an lành hơn cho chính mình và những người xung quanh. Cổ nhân dạy, muốn giàu tuyệt đối không được làm sáu nghề này, kẻo tiền không thấy mà toàn đại họa. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, nhiều người không ngừng tìm kiếm cơ hội để làm giàu và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên không phải con đường nào cũng dẫn đến thành công và thịnh vượng. Cái nghề luôn đi với cái nghiệp, nên đôi khi việc chọn sai nghề nghiệp không chỉ khiến chúng ta mất đi cơ hội kiếm tiền, mà còn mang lại những rủi ro khôn lường, thậm chí là đại họa. Dưới đây là 6 nghề, dù muốn giàu có đến mấy, bạn cũng tuyệt đối không nên dấn thân vào. Bởi tiền bạc không những không thấy, mà còn có thể gặp phải những hậu quả nghiêm trọng. Hãy cùng chú ý theo dõi ngay sau đây để tránh xa nhé. Thứ nhất, giết hại, buôn bán thịt sống. Lắng động radio để ý thấy rằng, ngày nay, loại ngành nghề này rất được nhiều người ưa chuộng. Ngành nghề này tạo ra thu nhập lớn. Tuy nhiên, nó lại mang nhiều mặt hại nhiều hơn mặt lợi mà mọi người không hề hay biết. Nghề sát sinh động vật, gia súc, gia cầm để buôn bán thịt sống, vốn được gọi là nghề đồ tể, ẩn chứa nhiều hệ lụy tiêu cực cho cả người làm nghề và xã hội. Nhìn nhận một cách khách quan, đây là công việc mang tính chất thiết yếu, cung cấp nguồn thực phẩm cho con người. Tuy nhiên, việc sát sinh liên tục mà thiếu đi nhân phẩm, đạo đức sẽ dẫn đến những hậu quả đáng kể. Về mặt tinh thần, những người làm nghề đồ tể thường xuyên tiếp xúc với cảnh máu me, chết chóc, vô tình hình thành nên sự chai lì về mặt cảm xúc. Lâu dần, họ có thể trở nên lì lợm, thiếu đi sự đồng cảm với nỗi đau của chúng sinh. Hay ví như nghề buôn bán thịt heo chẳng hạn, ngày nào họ cũng cắt tiết heo. Tiếng kêu của con lợn kêu lên đầy đau đớn, ai oán, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, khiến họ dễ gặp phải các vấn đề như stress, lo âu, thậm chí là trầm cảm. Hơn nữa, theo quan niệm tâm linh, sát sinh là hành động tạo nghiệp, dẫn đến những quả báo không tốt cho bản thân và gia đình. Việc thường xuyên sát hại sinh vật sống sẽ khiến họ mang theo sát khí, ảnh hưởng đến vận mệnh và sức khỏe. Những giấc mơ về cảnh tượng máu me, tiếng kêu than có thể ám ảnh họ, khiến họ mất ngủ, tinh thần bất ổn. Nếu là bạn, bạn có ám ảnh những điều đó không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Về mặt xã hội, hình ảnh người đồ tể nhuốm máu, tay cầm dao thoăn thoắt mổ xẻ động vật có thể gây ám ảnh cho người khác, đặc biệt là trẻ em.
nếu chúng chưa hiểu người lớn đang làm chuyện gì, rồi học theo sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa về mặt tâm linh thì ngành nghề này tạo nghiệp rất nặng. Bên cạnh những hệ lụy tiêu cực kể trên, nghề đồ tể cũng tiềm ẩn nguy cơ về mặt sức khỏe do tiếp xúc với môi trường làm việc bẩn thỉu, nhiều vi khuẩn. Do đó, người làm nghề cần tuân thủ các biện pháp bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân cẩn thận để bảo vệ sức khỏe bản thân. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của nghề đồ tể, cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi cá nhân nên nâng cao ý thức bảo vệ động vật, hạn chế tiêu thụ thịt động vật, hướng đến chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, ví dụ như ăn chay. Thứ hai, buôn bán hàng hóa độc hại, có chất cấm, kém vệ sinh. Trên thị trường hiện nay, vấn nạn thực phẩm, hàng hóa, đồ dùng chứa chất độc hại, tiêm chất kích thích, kém vệ sinh đang diễn ra một cách nhức nhối, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng. Hành vi sản xuất, buôn bán những mặt hàng bẩn này chẳng khác nào hành vi hãm hại, đầu độc thầm lặng, cướp đi sức khỏe và hạnh phúc của con người. Hậu quả của việc sử dụng thực phẩm, hàng hóa, đồ dùng bẩn vô cùng nặng nề. Người tiêu dùng có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, tim mạch, thậm chí là ung thư, căn bệnh quái ác với tỷ lệ tử vong cao. Nguy hiểm hơn, trẻ em, phụ nữ mang thai và người già, những đối tượng có sức đề kháng yếu hơn, chính là những nạn nhân đầu tiên hứng chịu những hậu quả thảm khốc này. Hơn cả tác hại về sức khỏe, việc buôn bán hàng hóa bẩn còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về đạo đức và xã hội. Nó thể hiện sự tha hóa về đạo đức kinh doanh, coi trọng lợi nhuận hơn sức khỏe con người. Nó cũng phản ánh sự thiếu hụt về ý thức trách nhiệm và sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan chức năng. Những kẻ tham lam, bất chấp luật pháp và đạo đức, vì lợi nhuận trước mắt mà sẵn sàng đầu độc cộng đồng, xứng đáng phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Bên cạnh gánh nặng bệnh tật, họ sẽ phải đối mặt với pháp luật, bị bắt vào tù, phạt tiền và mang theo tiếng xấu, sự nhục nhã suốt cuộc đời. Ngoài ra, ngành nghề này còn là ngành nghề tạo nghiệp rất nặng. Nếu không dừng, sau này đến đời con cái cũng vẫn phải gánh chịu. Làm nghề buôn bán hàng hóa bẩn không bao giờ mang lại kết cục tốt đẹp. Hãy chung tay đẩy lùi nạn hàng hóa bẩn bằng cách nâng cao ý thức tiêu dùng, đồng thời tích cực tố giác những hành vi vi phạm với cơ quan chức năng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hãy nhớ rằng sức khỏe là vô giá và không gì có thể đánh đổi được. Thứ ba, sản xuất và buôn bán rượu. Rượu từ lâu đã được xem như một thức uống phổ biến trong các dịp lễ Tết, hội hè hay những bữa ăn sum họp gia đình. Tuy nhiên, rượu cũng tiềm ẩn nhiều tai họa khôn lường, đặc biệt khi sử dụng quá mức. Do đó, việc sản xuất và buôn bán rượu, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, sẽ trở thành một nghề độc ác, mang đến những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội và bản thân người buôn bán. Tác hại đầu tiên và rõ ràng nhất của việc lạm dụng rượu chính là nghiện ngập. Rượu bia chứa cồn ethanol, chất gây nghiện mạnh, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, khiến người sử dụng dần hình thành thói quen lệ thuộc, không thể cai nghiện. Nghiện rượu dẫn đến suy giảm sức khỏe, tinh thần sa sút, ảnh hưởng đến công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội. Nặng hơn, người nghiện rượu có thể mắc các bệnh về gan, tim mạch, ung thư, v.v., thậm chí là rối loạn tâm thần. Bạn đã từng gặp những người vì rượu mà gặp những triệu chứng như vậy chưa? Nếu gặp rồi, hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Hơn nữa, say rượu còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm, cướp đi sinh mạng và gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bản thân và người khác. Khi say rượu, khả năng điều khiển hành vi của con người bị suy giảm, dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát, nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh, mà có khi gia đình cũng tan nát bởi trong nhà có người nghiện rượu. Bởi khi sử dụng rượu bia quá mức còn khiến con người dễ sinh tật xấu, trở nên hung hăng, bạo lực. Họ có thể đánh đập vợ con, cha mẹ, gây mất đoàn kết gia đình và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Hệ lụy nặng nề hơn là việc sa vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm. Hơn nữa, việc sử dụng rượu bia thường xuyên còn ảnh hưởng đến sức khỏe,
khiến cơ thể suy nhược, mắc nhiều bệnh tật. Rượu bia là tác nhân chính gây ra các bệnh về gan, tim mạch, ung thư, v.v., làm giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Tóm lại, việc sản xuất và buôn bán rượu nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nhiều tai họa khôn lường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức và trật tự xã hội. Do đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng rượu bia, đồng thời chung tay đẩy lùi tệ nạn buôn bán rượu trái phép để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Thứ tư, bán hàng đa cấp. Trong thời gian qua, các mô hình đa cấp lừa đảo liên tục bị vạch trần và mọi người ngã ngửa khi biết số lượng nạn nhân bị lừa lớn đến như vậy. Nghịch lý là trong giai đoạn kinh tế khó khăn, mọi người ai cũng than thở túng thiếu tiền bạc, thì số tiền ném vào đa cấp lừa đảo dường như lại tăng lên. Hầu hết những người tham gia vào đa cấp là những người không chấp nhận làm thêm những công việc tay chân vì lười, vì sĩ diện. Nhưng họ cũng không chịu khó đầu tư cho tri thức, nâng cao kỹ năng để có thể tạo ra nhiều giá trị khác. Câu cửa miệng tôi nghe trong thời gian này là khó khăn là khó khăn chung rồi. Và họ quyết định ngồi không để đợi qua khó khăn. Lúc này, đa cấp lừa đảo là một cách kiếm tiền quá hấp dẫn vì họ chẳng cần làm gì. Họ chỉ cần đưa tiền cho đa cấp lừa đảo. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, đa cấp lừa đảo sẽ tạo ra tiền cho họ. Không làm mà vẫn có ăn. Bạn có đồng tình với quan điểm trên không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 8 dưới video nhé. Tiếp theo, họ biết rủi ro, nhưng tham. Họ thấy mô hình này không an toàn, không bền vững, nhưng tự tin mình sẽ rút ra kịp trước khi nó sụp đổ. Người đằng sau có ra sao, họ cũng chẳng quan tâm, miễn là túi tiền của mình còn nguyên, thậm chí là còn to hơn trước. Đúng là trong thời gian đầu, họ kiếm đậm, tiền lãi trả về đúng như cam kết. Chẳng mấy chốc mà hoàn vốn đầu tư lại có thêm lời. Nhưng như những con bạc tham lam, chẳng ai thỏa mãn với điều đó. Tiền lãi sẽ được tái đầu tư vào hệ thống đa cấp lừa đảo để hy vọng tiền mẹ đẻ tiền con. Đến một ngày kim tự tháp sụp đổ thì tiền vẫn nằm toàn bộ trong hệ thống lừa đảo và mất hết. Họ nghĩ rằng mình thông minh và đặc biệt nên không thể mất tiền như mọi người. Nhưng kết quả thì cũng giống như mọi người. Giống như một kẻ đánh bạc, họ thắng được vài ván đầu, nhưng cuối cùng luôn trắng tay. Có thể thấy, kinh doanh đa cấp tồn tại dưới nhiều hình thức. Không phải tất cả mô hình bán hàng đa cấp là xấu, nhưng có nhiều nơi sử dụng chiêu trò để bán hàng, lừa đảo thì là nghề xấu. Họ lợi dụng lòng tin của người khác để buôn bán những đồ dùng thông thường nhưng có giá đắt đỏ. Ngoài ra, họ còn dụ dỗ người khác gia nhập, tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp để hưởng hoa hồng, ăn chia lợi nhuận. Thực tế, đây đều là những hành vi sai trái, sử dụng người lao động không đúng luật. Do đó, những người này sẽ sớm bị pháp luật sợ gáy, bị người khác khinh thường, xà lánh. Thứ năm, cho vay nặng lãi. Thoạt nhìn, nghề cho vay tiền có vẻ như một hoạt động mang tính hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, ẩn sau vỏ bọc tưởng chừng tốt đẹp ấy là sự tàn ác, bóc lột đến tận cùng của những kẻ cho vay nặng lãi. Với lòng tham vô đáy, họ cho vay với mức lãi suất cắt cổ, cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật. Lãi mẹ đẻ lãi con, chồng chất, khiến con nợ rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Họ bị bòn rút sức lao động, tài sản, thậm chí cả tính mạng để trả nợ cho những con quỷ đội lốt người này. Hậu quả của nghề cho vay nặng lãi không chỉ dừng lại ở những tổn thất về mặt vật chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe của con nợ. Nỗi ám ảnh bởi gánh nặng nợ nần, sự đe dọa, áp bức của chủ nợ khiến họ tuyệt vọng, dẫn đến những hành vi tiêu cực, thậm chí tự tử. Bạn đã từng biết đến những thông tin đó trên mạng như vậy chưa? Nếu từng thấy rồi, hãy bình luận số 9 dưới video nhé! Những kẻ cho vay nặng lãi, dù có thu về bao nhiêu lợi nhuận đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi lưới trừng phạt của pháp luật và sự trừng trị của lương tâm. Tài sản của họ sẽ bị tịch thu, bản thân phải gánh chịu hình phạt tù giam, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nghề cho vay nặng lãi, theo luật nhân quả báo ứng, những kẻ tham lam, bốc lột này
sẽ phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của mình ở kiếp sau. Họ sẽ trở thành con nợ, bị hành hạ, bóc lột bởi những kẻ độc ác khác, y như những gì họ đã làm với con nợ của mình. Vì vậy, hãy chung tay đẩy lùi tệ nạn cho vai nặng lãi bằng cách nâng cao nhận thức của cộng đồng, tuyên truyền pháp luật và tích cực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hãy chung tay xây dựng một xã hội văn minh, nơi lòng nhân ái và sự tương trợ được đề cao, thay vì lợi dụng cảnh túng thiếu của họ mà lợi dụng tham lam bóc lột. Thứ sáu, kinh doanh giải trí không lành mạnh. Nghề kinh doanh giải trí không lành mạnh ở đây chúng tôi muốn nói đến, đó là nghề kinh doanh hát karaoke không lành mạnh, có kèm cả những cô gái đẹp rót rượu. Nơi đây không chỉ là nơi giải trí, mà nó còn là nơi biết bao cô vợ đánh ghen trong này. Có khán giả tâm sự với Lắng Động Radio thế này: tôi 33, chồng 37 tuổi, có hai con trai. Vợ chồng yêu 6 năm mới cưới và kết hôn được 9 năm. Cuộc sống bình thường trôi qua yên ả. Hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng lo lắng, chăm sóc cho con cái. Chồng tôi không nề hà việc nhà hay chăm sóc con cái. Anh đang học tại chức ở thành phố, nhưng chỉ đi vào thứ Bảy và Chủ nhật. Ngày thường thì ở nhà. Khóa học kéo dài 4 năm. Trong thời gian học, anh cũng hay uống rượu, hát hò, bù khú với bạn bè. Nhưng tôi chỉ biết đến vậy. Lần gần nhất là khi tổng kết, lớp anh đi uống và hát karaoke. Tôi tình cờ xem được một đoạn clip, thấy một bạn nữ gác lên chân chồng tôi. Anh sờ chân cô đó và họ còn hôn má nhau. Tôi rất sốc, không biết và cũng không dám chắc sự việc đã đi đến đâu. Tôi viết đơn và ký sẵn, nhưng chồng chưa chịu ký. Thực sự tôi là tuýp phụ nữ chung thủy, đặt nặng tình yêu gia đình lên hàng đầu. Tôi rất thương các con, hai cháu còn quá nhỏ, nhưng bảo là quên hết đi để sống tiếp thì tôi không làm được. Lúc nào những hình ảnh đó cũng tràn ngập trong đầu tôi. Tôi không biết nên làm thế nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Ly hôn thì thương con, nhưng tôi cũng không thể sống tiếp trong tình trạng ngột ngạt thế này. Tôi biết là không ai có thể giúp mình trừ chính bản thân. Thực tế những câu chuyện thế này còn có quá nhiều. Có gia đình thì giải quyết được, cũng có gia đình thì dẫn đến tan rã, còn mỗi người một nơi. Nghe đến đây, bạn có thấy nghề này ác độc không ạ? Nếu có, hãy bình luận sâu sáo dưới video nhé. Và nếu có ai đang làm những nghề như thế này, thì hãy khuyên họ hãy làm ăn chân chính. Đừng để đồng tiền làm bản thân tạo ra nhiều nghiệp, dẫn đến những hệ quả kinh hoàng, hối hận không kịp đâu ạ. Vâng. Đó là 6 nghề nghiệp bạn cần tránh xa để tránh gặp quả báo, cũng như tránh làm mất đi phúc đức của mình. Bạn hãy nhớ kỹ để tránh xa nhé. Tiếp theo chương trình, tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện trí tuệ giúp bạn thay đổi cách nhìn về cuộc sống này. Một triết gia ngẫu nhiên nhìn thấy một vị lão sư làm vườn, chỉnh sửa cỏ cây. Vị ấy không ngừng cắt tỉa những cành lá dư thừa. Sau khi cắt tỉa, hoa và cây nhận được nhiều ánh nắng hơn, phát triển mạnh mẽ hơn. Thấy vậy, nhà triết gia đã đưa ra nhận định: dường như chúng ta có thể giống như lão sư làm vườn kia, tu sửa chính mình, kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, cắt bỏ sự phẫn nộ và ham muốn vô độ. Con người làm được vậy thì mới phát triển mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, giống như cây được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận vậy. Trí tuệ của cuộc sống chính là từ từ loại bỏ những tạp chất không quan trọng và giữ lại những thứ trọng yếu nhất để phát triển bản thân. Đôi khi, nguyên nhân khiến chúng ta liên tiếp thất bại không phải bởi bản thân thiếu năng lực, mà là do tác động của cảm xúc và thói quen xấu của chính mình mang lại. Người có thể nhìn xa trông rộng thường biết cách loại bỏ những tạp niệm trong tư tưởng và giữ được trạng thái tốt trong quá trình tiến về phía trước. Vì vậy, tu sửa chính mình, nâng cao năng lực của bản thân là quá trình chúng ta không ngừng làm 5 việc này. Đó cũng là cách sống tốt nhất trong quãng đời còn lại. Thứ nhất, gọt giũa tài năng. Shakespeare đã nói, kẻ kiêu ngạo sẽ luôn ở trong lý giải kiêu ngạo mà hủy hoại chính mình.
Trong cuộc sống, nếu lời nói và việc làm của một người khoa trương, sắc bén, thì sớm muộn gì người đó cũng phải chịu thiệt thòi. Lúc còn trẻ, Tiền Chung Thư có tính khí ngông cuồng, ngạo mạn, đã đắc tội với không ít người. Năm 1933, Tiền Chung Thư tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Nhiều giáo viên nhìn thấy tài năng của ông nên đã không ít lần khuyên ông ở lại trường giảng dạy. Nhưng ông từ chối không chút do dự, nói rằng không có giáo viên nào ở Đại học Thanh Hoa đủ tiêu chuẩn làm giáo viên. Sau đó, Tiền Chung Thư đến giảng dạy tại Đại học Liên Tây Nam. Nhưng chỉ một năm sau, ông đã rời cương vị công tác. Trước khi rời đi, ông còn nói: Diệp Công vô cùng lười biếng, Trần Phúc Điền quá thô tục, Ngô Bật quá dốt. Kể từ đó, nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra với ông. Thư mời của hiệu trưởng cũng bị thu lại, thư bổ nhiệm từ Đại học Thanh Hoa cũng không cánh mà bay. Mãi cho đến khi Đại học Thanh Hoa thuê ông dạy lần thứ hai, Tiền Chung Thư mới biết được rằng sự việc này là do có người đụng tay đụng chân. Người đó chính là giáo viên Diệp Công và Trần Phúc Điền của Đại học Thanh Hoa. Bởi vì lời chê bai trước đây của ông khiến cho hai người này bất mãn trong lòng, thế nên ông mới bị làm khó dễ, bị kịch liệt phản đối trở về trường làm giáo viên. Lúc này, Tiền Chung Thư mới nhận ra sai lầm của mình. Điều không ngờ là sau khi ông nhận ra lỗi lầm thì tiền bối Ngô Mật liền tán thành ông quay về Đại học Thanh Hoa công tác. Cuối cùng, nhờ lời giải thích của Ngô Mật, Tiền Chung Thư mới chính thức bắt đầu giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa vào năm 1949. Trong Cổ Nghị Luận có viết: Quân tử chọn lấy nơi xa tức phải biết đợi, chọn lấy lớn mạnh tức phải thực hiện được nhẫn. Có tài năng và năng lực là điều tốt, nhưng nếu hành động quá ngông cuồng, ngạo mạn cũng sẽ khiến thể chất và tinh thần thêm mệt mỏi, khốn đốn. Chỉ sau khi chịu thua thiệt và cân nhắc lợi hại, con người mới chọn nhẫn nhịn, né tránh và khiêm tốn. Sự thanh tĩnh lớn nhất của một người là biết được điều gì nên làm và điều gì không nên làm, có lòng kính sợ người và việc. Có thể làm được hạ thấp bản thân mới là một người mạnh mẽ. Thứ hai, cắt tỉa dục vọng. Có một câu nói như thế này: người có dục vọng thì sẽ có nhược điểm. Một khi bị nắm cứng trong tay thì sẽ trở nên rất hèn mọn. Dục vọng là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến một người thăng lên cao ngàn thước, nhưng cũng có thể khiến người đó rơi xuống vực sâu vạn trượng chỉ trong chớp mắt. Tào Thất Xảo trong tác phẩm nổi tiếng Kiềm Tỏa Ký của nhà văn Trương Ái Linh vốn là một người phụ nữ khả ái, cởi mở, nhưng lại bị dục vọng của bản thân dần dần lôi xuống vực sâu. Khi còn trẻ, nàng được rất nhiều người theo đuổi. Vì muốn đạt được vinh hoa phú quý mà chọn gả cho một người con trai mắc bệnh thoái hóa xương nhà họ Khương. Sau khi chồng nàng qua đời, vì muốn có thêm tài sản mà dốc sức hại người để tư lợi cho bản thân. Nhưng tiếc thay, kế hoạch của nàng đã thất bại. May mà sau đó Khương gia còn để lại một phần nhỏ tài sản cho nàng. Thế nhưng lại bởi vì điều này mà nàng suốt ngày sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, nghi thần nghi quỷ. Nàng cho rằng con người không đáng tin cậy, chỉ có tiền mới đáng tin. Tào Thất Xảo lo lắng người thân nhìn vào tài sản của mình, sợ họ cướp mất tiền trong tay, liền quyết định không qua lại với họ hàng thân thích. Khi những nam dân khác theo đuổi con gái của nàng, Tào Thất Xảo đối xử lạnh lùng với họ, vì nghĩ rằng những người này là vì tiền mới đến làm con rể. Thậm chí, ngay cả khi con gái để quên ga trải giường ở trường, nàng cũng đến tìm hiệu trưởng để lý luận, khiến cho con gái nàng mất hết tôn nghiêm. Trong mấy chục năm, nàng đã dồn hết tâm sức để bảo vệ tiền tài, cuối cùng tự khiến cho bản thân sống trong cảnh khốn khổ, thê lương. Thái Sùng Đạt đã viết trong tác phẩm Túi Da như thế này: sinh mệnh của chúng ta vốn nên nhẹ nhàng, nhưng lại bị thân xác và các loại dục vọng bẩn thỉu kìm hãm. Nhiều khi, thứ ảnh hưởng đến trạng thái sinh hoạt của chúng ta không phải là những khó khăn trắc trở, mà là bởi những ham muốn quá mức của bản thân. Con người, một khi không kiểm soát được lòng tham, thì sẽ không ngừng vì nó mà phóng túng lời nói và hành động của chính mình.
Như vậy thì mối họa ưu sầu sẽ rất nhanh ập đến. Nếu con người quan tâm quá nhiều đến được và mất thì sẽ phải lo nghĩ thống khổ. Điều đáng thực sự theo đuổi trong cuộc đời này không phải tài vật bên ngoài, mà là sự phong phú, vui vẻ từ bên trong. Hãy để những ràng buộc trong tâm được giải phóng, con đường nhân sinh mới được ổn định hơn. Thứ ba, cắt tỉa tâm tham lam. Con người ai cũng có lòng tham, đó là bản tính tự nhiên. Tuy nhiên nếu lòng tham trở nên quá mức, nó sẽ chi phối suy nghĩ và hành động của chúng ta, dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho bản thân và những người xung quanh. Vậy tại sao cần cắt đi tâm tham lại là điều tốt nhất cho bản thân? Bởi khi cắt đi những ham muốn vô độ, ta sẽ không còn vướng bận bởi những lo âu, phiền muộn. Tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui của cuộc sống. Lòng tham thường khiến con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến người khác. Khi cắt đi lòng tham, ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có và mở lòng cho những người xung quanh. Nhờ vậy, ta sẽ có được những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững. Hơn nữa, khi ta không còn bị vướng bận bởi những ham muốn vật chất, ta sẽ có nhiều thời gian và năng lượng để tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, như gia đình, bạn bè, sức khỏe và sở thích cá nhân. Và cũng sẽ không còn chạy theo những giá trị ảo mà tập trung vào những giá trị thực sự của cuộc sống. Nhờ vậy, ta sẽ có một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hãy nhớ, cắt đi tâm tham không phải là điều dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn có thể thực hiện được. Chúng ta có thể rèn luyện bản thân bằng cách luyện tập thiền định. Thiền định giúp ta nhận thức rõ ràng hơn về những ham muốn của bản thân và từ đó buông bỏ những ham muốn không cần thiết. Sống một cuộc sống giản dị, hạn chế những nhu cầu vật chất, tập trung vào những giá trị tinh thần. Giúp đỡ người khác. Khi ta giúp đỡ người khác, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn và từ đó bớt đi những ham muốn vật chất. Để cắt đi tâm tham là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực. Tuy nhiên, nếu ta thực sự quyết tâm, ta sẽ đạt được mục tiêu của mình và có được một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Thứ tư, cắt tỉa bớt tính nóng nảy. Tác giả Trương Gia Dịch từng nói, thế giới này đầy những cạm bẫy. Sự tức giận sẽ dẫn bạn nhận lãnh kết cục tồi tệ nhất. Khi gặp phải sự việc không theo ý muốn, con người sẽ dễ dàng trở nên lo lắng không yên. Thế nhưng nếu người đó để cho tâm trạng mất kiểm soát xảy ra, thì sẽ đưa ra những quyết định sai lầm và nhận lấy tai vạ. Nhà văn McFish từng kể lại trải nghiệm của bạn cô ấy rằng, một buổi sáng nọ, bởi có chút chuyện nhỏ xảy ra, bạn của cô ấy đã tranh cãi với chồng vài câu. Sau đó bạn cô lái xe đạp điện đi làm. Trên đường tới chỗ làm, đầu óc cứ mãi nghĩ về chuyện ban sáng, nội tâm vô cùng khó chịu. Lúc này, một chiếc xe khác vô ý đụng phải xe bạn cô. Thế là bao nhiêu bực tức tích góp trong lòng đột nhiên bộc phát. Cô liền chửi cho người lái xe kia một trận. Trong lúc tranh cãi, không hiểu tại sao điện thoại của cô lại rơi xuống đất. Kết quả khiến màn hình vỡ, hỏng, không mở được nữa. Đến công ty, cô đã mắc phải sai lầm lớn, bị cấp trên phê bình, khiển trách. Cuối cùng cô phải tăng ca mới hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ về tất cả các sự việc xảy ra ngày hôm đó, cô đã than thở rằng thật là một ngày khủng khiếp, mọi việc đều không thuận lợi. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp không ít chuyện như vậy. Rất nhiều người vì không kiểm soát được tâm tình, nên cuối cùng đã rơi vào vòng luẩn quẩn, gấp toàn sự việc không như ý. Thế nhưng bạn có biết, chỉ khi làm được tâm bình khí hòa đối diện với mọi sự việc phát sinh, thì mọi việc mới trở nên tốt hơn không? Tăng Quảng Hiền Văn từng giảng qua, dẫn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Phát tiết nóng giận dường như có thể làm giảm bớt áp lực trong tâm ngay tức thời, nhưng vô hình chung lại khiến mọi việc trở nên rối tung và làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Bậc trí giả chân chính biết kiểm soát tâm trí, giữ được lý trí thanh tĩnh từ đầu đến cuối,
học được tinh tiến từ những khó khăn trở ngại gặp phải. Chỉ khi giữ được bình tĩnh lúc xảy ra vấn đề, chúng ta mới có được đầu óc thanh tĩnh, hiểu rõ bản chất của sự việc, giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bạn biết đấy, trên thế giới này không thiếu những người thông minh, nhưng lại thiếu người có tâm tính ổn định, đối xử với mọi người một cách hòa ái. Hãy học cách giữ bình tĩnh, kiên nhẫn và bao dung hơn. Như vậy thì đường nhân sinh mới gặp ít trở ngại và trở nên bằng phẳng hơn. Thứ năm, cắt tỉa những phiền não. Bạn đã bao giờ có một trải nghiệm như vậy chưa? Khi nhìn thấy những người xung quanh được thăng chức và kiếm được vài ngàn đô la mỗi tháng, trong khi bản thân lại nhận được mức lương ít ỏi, chợt cảm thấy có một khoảng cách rất lớn. Khi bạn gặp khó khăn trong công việc, người khác giải quyết một cách có trật tự, nhưng bạn phải hao hết tâm sức và luôn cảm thấy lo lắng, không biết làm thế nào. Lúc ở cùng các đồng nghiệp, ai cũng nói cười, nhưng bản thân lại không biết nói gì, trong lòng vô cùng sầu khổ. Đây vốn là những trạng thái sinh hoạt bình thường trong cuộc sống, nhưng bởi vì bản thân quá coi trọng mà tạo thêm gông xiềng cho thân thể và tâm trí mình. Trong kinh Phật có câu: chấp vào một niệm thì bị một niệm trói buộc, buông xuống một niệm thì tâm được tự tại thêm một phần. Người sống ở đời thường hay lo nghĩ, bất an, suy nghĩ quá nhiều về những điều vụn vặt, đôi khi vì nó mà khiến cuộc sống bị đảo lộn. Thế nhưng, thứ thực sự khiến chúng ta cảm thấy khổ não đây không phải là những việc ầm ĩ, hỗn loạn từ bên ngoài, mà là những tâm tư khó buông bỏ trong chính chúng ta. Lý Tiểu Ý từng nói trong một video giảng tới một thần khí gọi là hòm phiền não. Bên trong hòm có rất nhiều tờ giấy nhỏ ghi lời nhắn nhủ. Trên mỗi tờ chứa đầy những lo nghĩ và phiền não đối với tương lai. Ví như không viết ra được bản thảo, đầu óc mít đặc. Đi công tác không thể đem con gái theo, thật không yên. Nếp nhăn trên trán ngày càng nhiều, thật buồn. Công việc, đồng nghiệp không hiểu, tiến độ bị ảnh hưởng. Đối với những ghi chú bỏ vào trong chiếc hòm này, cô thường đợi tới thời điểm cách đó một tuần hoặc lâu hơn mới mở ra xem. Kết quả phát hiện, những phiền toái này không phát sinh hoặc đã được giải quyết và không còn tồn tại nữa. Cô nói trong video, phần lớn thời gian chúng ta sống quá mệt mỏi là bởi bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nếu chúng ta bớt suy nghĩ một chút, thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi, rắc rối là do tự mình tìm đến. Hiểu được điều này thì sự việc dù khó đến mấy cũng có thể tự giải quyết được. Tôi đọc được một câu như thế này: lo nghĩ cũng không thể tiêu trừ được bi thương của ngày mai, nó chỉ làm tiêu hao sức lực của ngày hôm nay. Mọi người cuối cùng sẽ gặp phải những khó khăn khác nhau. Nếu bạn lúc nào cũng lo lo lắng lắng, điều đó chỉ làm suy yếu khả năng đối mặt với khó khăn của bạn mà thôi. Trong suốt quãng đời còn lại, hãy sống tốt từng ngày. Và quan trọng nhất là cần buông xuống những lo lắng, bất an. Cuộc sống không bao giờ chỉ để tâm đến việc tiến về phía trước, mà còn là biết dừng lại đúng thời điểm, nhìn lại quãng đường đã đi qua để học cách cắt tỉa bản thân, tu bổ chính mình. Hãy vỗ nhẹ bụi trên vai, dọn sạch rác rưởi trong tâm hồn, và để mọi ham muốn, kiêu ngạo, giận dữ và lo lắng tan biến. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không ngừng trưởng thành, làm phong phú bản thân và vươn tới thế giới rộng lớn hơn. Bên cạnh việc cắt tỉa những thứ đó, thì ta cũng như cái cây. Sau khi bị cắt, cần đạp thêm những chất dinh dưỡng vào để cây có sức đề kháng tốt và sẽ phát triển được nhanh hơn. Đối với chúng ta, sau khi cắt tỉa đi những dục vọng đó, thì cần tạo thêm phúc đức cho chính mình bằng cách yêu thương, giúp đỡ người khác. Hãy sống thiện lương, từ bi với mọi vật trên thế giới này. Có như vậy cuộc sống của bạn mới tốt đẹp lên và được mọi người yêu thương, quý trọng hơn. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Trong video ngày hôm nay, bạn có tâm đắc điều gì không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý giá của bạn. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, an vui bên gia đình thân yêu.
Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.